Hi, xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay chúng ta tiếp tục giải quyết tiếp một bài toán về sóng cơ với phương pháp giải nhanh là sử dụng máy tính FX570S Plus. Chúng ta vào phần nội dung của đề. Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số F theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4 cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách một đoạn là 28 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A một góc là delta phi bằng 2k+1 pi trên 2, với k là số nguyên, có nghĩa là bằng 0, -1, -2, vân vân. Tìm bước sóng, đề cho biết là tần số có giá trị trong khoảng từ 22 đến 26 Hz. Các giá trị bước sóng có thể nhận: A 12 cm, B 8 cm, C 14 cm, D 16 cm. Để giải bài này thì chúng ta sử dụng máy tính và ta biến đổi như các buổi trước. Cụ thể thao tác máy tính ở trên đây là nhập vào dữ liệu màn hình dưới dạng mode 7 là hàm FX và ta thực hiện các thao tác. Chúng ta cùng vào phần lời giải chi tiết. Theo đề thì delta phi bằng 2k+1 pi trên 2. Mặt khác, độ lệch pha là delta phi bằng 2 pi f d trên v. Khi đó chúng ta kết hợp hai biểu thức trên, ta suy ra được là f bằng 25/7 nhân với 2k+1. Nhập màn hình mode 7. Sau đó chúng ta nhập hàm fx bằng 25/7 nhân với 2k+1. Start lấy như mọi khi là 1, bấm phím bằng. End lấy là 5, nhấn phím bằng. Step lấy là 1, nhấn phím bằng. Và trên màn hình xuất hiện bảng giá trị như sau. Thì ta thấy ứng với giá trị bằng 3 thì fx bằng 25 là thỏa mãn đề bài. Từ đó chúng ta suy ra f bằng 25 Hz, vận dụng công thức lambda bằng V trên F và thay các giá trị V và F vào thì ta tìm ra lambda bằng 16 cm.